Rồi hello bạn, hôm nay có buổi tập trực tiếp với anh em trong cặp đạp phát triển cho cây Việt Nam. Giới thiệu bạn đây là bạn Sang, học viên của mình, tập với mình kết hợp với đội tuổi dự thi và lên được từ 1m5 lên 1m74. Rồi đây là bạn Tuấn Định, cũng 2k5, bạn Sang 2k4. Bạn Tuấn Định thì lên được 11cm kết hợp với đội tuổi dự thi từ 1m49 lên 1m6 nha. Rồi hôm nay tụi mình sẽ chỉ cho bạn một ngày tập giãn cơ giúp cho cơ thể của bạn dây tam phát triển chiều cao và phục hồi cơ thể sau những cái buổi tập thể lực đó. Rồi bài đầu tiên chúng ta sẽ trong tư thế gắn hồng mang nha. Rồi chuẩn bị nào, 1 2 bắt. Well done. Rồi, tiếp theo là bài này, cho hai chân vô. Rồi, nắp 1, 2 bắt. Well done. Rồi chuẩn bị là 1, 2 bắt. Có lên 10 giây nữa. Rồi, well done. Mình đã là mỗi bên 20 giây nè, chưa đâu. Vô tư thế bắt đầu trước đây. Chưa đâu. Rồi chuẩn bị 1, 2 bắt. Rồi dừng đổi chân. Rồi dừng. Well done. 20 giây, chuẩn bị bài tiếp theo. Chưa là bài nào? Mỗi bên 20 giây nha. Chưa đâu.
Rồi chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi đổi bên. Well done. Rồi dừng. Thì 20 giây chuẩn bị bài tiếp theo. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi dừng, đổi bên. Rồi dừng. Well done. 20 giây. Rồi chuẩn bị bài tiếp theo. Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3. Rồi đổi bên. Rồi dừng. Well done. Kia là bạn nào. Rồi bỏ bên 20 giây nha. Rồi dừng 1, 2, 3. Đổi bên. Rồi dừng. Well còn done. Nữa không? Nghỉ 20 giây. Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3. Như đầu bên.
Rồi tại bên. Cảm nhận ông Rod cho mấy bài xin kia. Rồi, well done. Rồi em muốn chúc các bạn trong cầu thủ phát triển chiều cao gì ạ? Chúc các bạn đạt được chiều cao như mong muốn. Rồi em chúc các bạn trong cầu thủ phát triển chiều cao gì ạ? Dạ, như anh sang luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.